Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Ở video hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với một buổi tối vô cùng nhộn nhịp tại kho hàng công ty với số lượng khủng những chiếc piano cơ đa dạng kích thước kiểu dáng được đội vận chuyển đem vào phía trong kho, cũng như cho anh em thấy một ngày làm việc về đêm của team Minh Phụng sẽ thú vị như thế nào. Hãy cùng bắt đầu video thôi. Xe tải hai bàn nâng và chiếc piano đầu tiên được hai người đưa xuống đem vào bên trong, rồi đến chiếc đàn thứ hai theo chân ba thanh niên đổ dốc vào kho và hạ xe đẩy đưa vào vị trí. Từng dòng piano cơ trước khi vào kho đều được phân loại theo từng khu vực riêng, vì thế các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đến ngay kho hàng công ty tụi mình để lựa chọn chiếc piano yêu thích cho chính bạn đi nào. Và những chiếc đàn cuối cùng của chuyến xe đầu tiên đã được để vào trong. Nhìn hành tráng ha các bạn, tất cả piano được đưa vào kho, anh em có thể thấy được là toàn bộ đều phủ nhiều tấm bìa dày để cố định và bảo vệ các bộ phận quan trọng như nắp đàn và nắp phím. Chuyến tải thứ hai đã đến và piano được đem xuống bàn nâng. Bốn người cùng nhau nâng đàn leo dốc tiến vào vị trí quen thuộc, và đây là vẻ đẹp mà mỗi khách hàng đều muốn nhìn thấy trên một cây piano, chính là nước sơn đen bóng toàn bộ đàn. Bên cạnh việc đem đến khách hàng những sản phẩm đàn cơ chất lượng thì phụ kiện theo đàn là điều mà Minh Phụng Music luôn quan tâm. Sau khi chiếc ghế piano được đưa xuống, và đây mỗi chiếc ghế piano theo từng người đem vào bên trong, tất cả đều là ghế piano có tăng đơ với nhiều màu sắc theo sở thích của khách hàng như nâu gỗ và đen nhám đang được các bạn từ từ đưa vào. Đây là vài thông tin về dòng ghế này nhé. Sở hữu chất liệu bằng gỗ cao cấp, phần khung chắc chắn, mặt ghế bọc lớp đệm dày và phần nâng hạ bằng sắt tùy chỉnh theo chiều cao của người chơi. Và đây bên trong thùng tải, nhân viên đang chuẩn bị để mang đến cho các bạn khách hàng dòng Baby Grand Piano G3E được nhập về showroom Minh Phụng Music. Đợt này đàn được bọc vải dày với nhiều lớp cát tông khổ lớn, ràn dây thừng cố định kỹ càng. Đội huy động anh em để đàn từ thùng ra trước, cùng với team ở bàn nâng kéo đàn chậm chậm hạ xuống rồi phối hợp đưa vào kho. Với hai người khỏe nhất đội đỡ đầu đàn, độ dốc lăn bánh tiến vào kho, piano được hạ xuống xe đẩy và đưa đến vị trí chỉ định, rồi team tiếp tục phối hợp cùng nhau hạ chiếc G3E thứ hai xuống đưa vào kho. Còn đây là những điểm nhấn trên chiếc G3E nè các bạn ơi, đàn thích hợp với các phòng diện tích lớn với dáng vẻ thượng lưu sang trọng. Khung đàn đúc bằng gang, bộ dây đàn theo công nghệ riêng của Yamaha, cú đàn bằng lông cừu tự nhiên, cần gạt giảm âm dưới thùng đàn, tiếng đàn đầm tay tạo cảm giác chơi rất chắc và mượt mà. Cây G3E thứ hai đã được đưa xuống thành công. Quay lại với công việc thôi nào, các nhân viên lại tiếp tục những việc quen thuộc cùng nâng hạ đàn xuống và đưa vào kho. Đây chính là những chiếc piano cơ cuối cùng đang được đội ngũ đổ dốc tiến vào bên trong kho. Minh Phụng Music rất khắt khe trong việc kiểm soát chất lượng từng cây đàn đem đến người chơi. Đây chính là uy tín của Minh Phụng Music đã được khách hàng đón nhận và tin tưởng và buổi nhập hàng số lượng hoành tráng piano cơ và Baby Grand Piano tại Minh Phụng Music hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.